Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và các bạn lớp 12 ơi, mình biết là các bạn sắp chuẩn bị thi đại học rồi nè phải không? Vậy thì các bạn đã tìm hiểu về trường đại học mà các bạn chuẩn bị vào học chưa? Nhưng mà nếu mà tìm hiểu thì các bạn cũng chỉ tìm hiểu qua sách vở thôi này đúng không? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng đi với mình tìm hiểu về các trường đại học bằng hình ảnh thực tế luôn nha. Rồi, trước khi vào video thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh của mình nha. Rồi để ủng hộ mình quay thêm thật nhiều video về các trường đại học thật là thực tế cho các bạn xem ha. Ok, bây giờ thì mời bắt đầu nhé. Và trường đại học đầu tiên mà mình sẽ review cho các bạn xem đó là trường đại học nào đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Khi xem xong một số cái hình ảnh ban đầu của video thì các bạn có đoán được là trường mà chúng ta đang muốn nhắc đến đó là trường nào chưa? Vâng, đó chính là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và hiện tại là mình đang đứng tại cơ sở 2, tức là cơ sở ở làng đại học, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Đối diện với lại cổng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đó chính là bãi xe buýt khu A. Bãi xe buýt này là một bãi xe buýt rất là lớn nên là tập trung đầy đủ tất cả các chuyến xe buýt, cho nên là rất là thuận tiện cho các bạn sinh viên có thể là đi xe buýt để đi học, đi đến trường hay là đi về ký túc xá để nghỉ ngơi. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng đi với mình vào sau cái cánh cổng này để mà tham quan trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nha. Thì đầu tiên khi mà mình bước vào thì mình thấy là thật sự ở đây diện tích khá là rộng đó các bạn. Đầu tiên là các bạn thấy ở bên tay phải là một cái bảng sơ đồ để chỉ dẫn đường đi trong khuôn viên trường. Để mình kể cho các bạn về lịch sử hình thành và phát triển của trường nha. Thì trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, thì trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng Dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn. Đến ngày 1 tháng 3 năm 1957, thì trường chính thức thành lập với tên gọi là Trường Đại học Văn khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Từ năm 1976 đến năm 1996 thì trường trở thành bộ phận các ngành khoa học xã hội và nhân văn trong Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Và vào ngày 30 tháng 3 năm 1996 thì trường mang tên là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thật sự là cái quãng đường mà đi từ cổng vào đến khi mà các bạn thấy một cái tòa nhà đầu tiên á, nó thật sự xa luôn. Và khi mà các bạn gặp tòa nhà đầu tiên thì các bạn sẽ thấy ở bên dưới có một cái quán cà phê giải khát nho nhỏ rất là tiện. Hôm nay mình đi vào giờ này là cũng trưa rồi nên là sân trường khá là vắng vẻ, không thấy các bạn sinh viên nhiều lắm. Có thể là các bạn có lớp học chẳng hạn, hoặc là các bạn đang làm gì ở đâu đó thì mời các bạn hãy xem tới cuối video thì sẽ rõ nha. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì có hai cơ sở đào tạo. Thứ nhất là cơ sở 1 ở địa chỉ là 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ hai là cơ sở 2 là cơ sở mà mình đang review cho các bạn xem nè, là ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức thuộc khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nha. Trường rất là rộng nhưng mà rất là sạch luôn á các bạn. Trên đường đi các bạn thấy là không hề có một cái lá cây hay là một cọng rác gì trên đường đi hết. Nói chung là rất là sạch. Mặc dù là mình đang đi dưới một cái nhiệt độ rất là nóng của một cái buổi trưa
nhưng mà mình cảm thấy không khí nó không hề căng thẳng và mệt mỏi, tại vì là ở trước sảnh của cái tòa nhà chính á thì có một cái hệ thống nước phun á mọi người, và nhìn vào thì cảm thấy là rất là mát mẻ trong tâm hồn. Rồi mình sẽ men theo cái lối này và mình sẽ đi vào bên trong, mình sẽ đi theo cái bạn phía trước. Để hình như là phía sau á sẽ là các cái tòa nhà nữa, và hình như là lớp học đang ở đó. Ở đây là một cái bãi giữ xe nè mọi người. Còn cái căn nhà nhỏ nhỏ mà bên tay phải đó, hình như theo mình đoán á, là một cái phòng để mà điều khiển và xử lý hệ thống nước với lại điện của tất cả những cái khu học ở trong trường này. Xen kẽ với những cái tòa nhà cao lớn và sang trọng thì các bạn vẫn thấy được là trường rất là đầu tư về cái khoảng không gian xanh cho sinh viên. Rất là nhiều cây và cỏ được trồng ngay ngắn và sạch đẹp, tạo nên một cái sự rất là tươi mát, đúng không? Khi mà học á, căng thẳng, các bạn nhìn ra ngoài sổ, cửa sổ đi, các bạn thấy được một cái màu xanh của thiên nhiên như vậy thì nó sẽ phần nào giảm được cái sự căng thẳng và stress trong khi học lắm đó. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có 29 ngành đào tạo theo hệ chính quy Đại trà và 5 ngành đào tạo theo hệ chính quy chất lượng cao. Đó là các ngành nào? Các ngành đào tạo của trường á, thì bao gồm là ngành văn học nè, gồm có chương trình đào tạo là có Hán Nôm, rồi văn học. Ngành thứ hai là ngành ngôn ngữ học, chương trình đào tạo là ngôn ngữ học luôn. Còn ngành thứ ba là ngành báo chí, chương trình đào tạo sẽ là báo in và xuất bản. Thứ hai là các phương tiện truyền thông điện tử. Ngành thứ tư là ngành lịch sử, thì chương trình đào tạo thứ nhất là về lịch sử Việt Nam, thứ hai là lịch sử thế giới, thứ ba là lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thứ tư là khảo cổ học, thứ năm là tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngành thứ 5 là ngành nhân học, thì gồm có chương trình đào tạo bao gồm thứ nhất là nhân học xã hội văn hóa, thứ hai là nhân học phát triển. Ngành thứ 6 là ngành triết học, bao gồm chương trình đào tạo thứ nhất là về triết học, thứ hai là chính trị học, thứ ba chủ nghĩa xã hội khoa học, thứ tư là tôn giáo học. Ngành số 7 là ngành địa lý học, thì bao gồm chương trình đào tạo như sau: 1 là địa lý môi trường, 2 địa lý kinh tế phát triển vùng, 3 địa lý dân số xã hội, 4 bản đồ viễn thám GIS. Ngành số 8 là ngành xã hội học, thì chương trình đào tạo bao gồm là xã hội học. Ngành số 9 thông tin học, chương trình đào tạo bao gồm là quản trị thông tin, thư viện thông tin học. Ngành số 10 là ngành đông phương học, bao gồm chương trình đào tạo như là Trung Quốc học, Úc học, Ấn Độ học, Ả Rập học, Thái Lan học, Indonesia học. Mình đã đi vào bên trong một tòa nhà rồi và mình quay cho các bạn xem nè. Ấn tượng đầu tiên của các bạn là gì? Riêng mình á, thì mình thấy là rất là sạch sẽ và nội thất rất là đẹp. Đi về phía cuối hành lang thì mình thấy có một cái nhà vệ sinh, để mình vào quay cho các bạn xem nhé. Đầu tiên, cảm giác vẫn là rất sạch và rất đẹp. Bây giờ thì mình sẽ để im cái video này để cho các bạn tự xem và sẽ có cái sự cảm nhận riêng cho các bạn về trường nha. Rồi xong rồi, giờ mình đi xuống. Mình nghĩ là các bạn cũng đã có câu trả lời cho chính bản thân các bạn rồi đúng không? Các bạn có thêm thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới để mình có thể đọc và trả lời cho các bạn biết nha. Ok, thì khi mà mình xuống dưới sảnh rồi đó thì mình có thấy được là ở đây trường có trang bị cho các bạn một cái quầy để mà lấy nước miễn phí. Tức là những cái nước ở đây đã được diệt khuẩn hết rồi.
Một cách khác, nếu mà bạn nào muốn uống cái thức uống nó đa dạng hơn thì các bạn có thể là mua tại cái máy bán nước tự động này nè. Hình như là mình thấy ở dưới cái chân cầu thang của mỗi tòa nhà, chỗ nào cũng vậy, là đều thấy cái máy bán nước này nè. Cái này cũng tiện ha, các bạn chỉ việc cho tiền vào cái khe này rồi xong nhấn cái số, chọn cái chai mà các bạn thích á, xong rồi các bạn lấy ở cái khe bên dưới vậy là xong rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ quay trở ra quá. Cùng nhìn ngắm lại nào trước khi chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một nơi khác trong trường nữa. Ở đây mình thấy cái bức tường này nè khá là được đầu tư á nha. Cái này mà các bạn chọn bức tường là cái background để mà selfie sống ảo á là tuyệt vời ông mặt trời luôn đó. Mình đã quay trở về cái lối đi lúc nãy mà từ cổng mình đi thẳng vào đó. Hồi nãy là mình rẽ bên tay trái đúng không? Thì mình sẽ gặp những cái tòa nhà hồi nãy, tòa nhà phía sau. Nếu mà bạn nào đi tiếp tục đi thẳng xuống dưới á thì sẽ dẫn chúng ta đi đâu đây? Thật sự bây giờ mình cũng chưa biết nữa. Thôi thì cứ đi coi rồi nó tới đâu nha. Thật sự là hồi trước khi mà mình đứng từ ngoài mình nhìn vô cổng á, mình không nghĩ là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lại rộng đến như vậy luôn á. Thật sự là khi mà mình vào bên trong mình khám phá rồi, đây cũng là lần đầu tiên mà mình vào đây mình khám phá luôn á mọi người. Sẵn là mình quay video cho các bạn và sẵn là cũng mình mở mang cái tầm mắt mình luôn á. Nên cái cảm xúc mà mình chia sẻ cho các bạn á là cảm xúc thật của mình đó. Đây, đi vòng ra ngoài sau thì các bạn thấy một cái điều như nãy giờ mình nói đó chính là không gian xanh rất là nhiều. Ở đây thì ngoài không gian xanh còn có hoa nữa nè, cho nên là vừa xanh mà vừa đầy đủ màu sắc nữa. Lối đi này sẽ dẫn chúng ta đến đâu đây? Các bạn có nhớ hồi nãy là mình có nói là sao mà sân trường vắng quá không? Thì đây là câu trả lời nè. Tại vì cái lối đi này nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái nhà thể thao. Thì mình thấy là hình như là các bạn sinh viên tập trung ở đây rất là đông. Có thể là đang chơi hay là có thể là đang thi đấu một cái trận gì đó. Có một cái điểm mạnh của trường á, là trường có các cái hoạt động phong trào sinh viên rất là sôi nổi, như là hoạt động văn thể mỹ nè, hoạt động tình nguyện, cộng đồng, khởi đầu của chiến dịch xuân tình nguyện, có 88 câu lạc bộ, đội nhóm và là điểm hẹn văn hóa nhân văn và lễ hội văn hóa của các ngành học luôn. Nghe rất là hấp dẫn đúng không nào mọi người? Ta-da, đây là nhà học thể dục đa năng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đó nha mọi người. Thật sự nó siêu lớn luôn á mọi người. Mọi người có thấy ở trong là có rất là nhiều bạn đúng không? Hình như là đang chơi hay là đang thi đấu gì đó. Ở bên ngoài thì có trang bị ghế đá cho ngồi nè, với lại là những cái máy tập thể dục bên ngoài nữa. Đây, để mình phóng tầm nhìn xa ra cho các bạn ha. Đó, thì diện tích của trường á, nó đến tú thằng kia luôn á mọi người. Chứ không phải là đến nhà thi đấu là xong đâu nha. Tự nhiên mình đi quay review khám phá xong á, cái tự nhiên mình cảm thấy ganh tị với lại các bạn trường nhân văn quá à. Nhưng mà trường nào thì cũng có điểm tốt riêng đúng không? Rồi bây giờ nhìn sang đây á, là chúng ta có thể thấy được có thêm một cái canteen nữa nè mọi người. Cái chỗ mà màu đỏ đỏ Coca-Cola đó là canteen đó nha.
Rồi kế bên đây á, từ chỗ nhà thi đấu này nhìn ra các bạn có thấy thêm một cái Đại học Công nghệ Thông tin nha mọi người. Còn đây là cái sơ đồ mà lúc đầu vào, khi mà từ cổng vào mình có nói với các bạn là sơ đồ hướng dẫn đường đi đó. Thì nếu như mà bạn nào lo sợ thì cũng đừng lo nữa nha, tại vì có sơ đồ hướng dẫn rồi. Ok mọi người ơi, mình nghĩ chắc cũng là đầy đủ thông tin cho mọi người rồi đó đúng không nè. Về những cái hình ảnh rất là thực tế luôn á, và những cái cảm nhận, những cái cảm xúc khi mà mình chia sẻ đối với mọi người cũng là cảm xúc thật của mình. Thì hy vọng là nó sẽ là một cái nguồn thêm cho các bạn tham khảo khi mà các bạn quyết định là sẽ lựa chọn để mà đăng ký vào học cái trường nào trong suốt 4 năm học đại học của mình nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Và xin cảm ơn tất cả các bạn, những người mà đã theo dõi video từ đầu đến tận phút cuối bây giờ luôn. Và xin mời tất cả các bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm nhiều video nha. Cũng như là không có bỏ lỡ bất cứ một cái video nào mà mình review về các trường đại học nữa. Tại vì thật sự là mình đã đi quay hết rồi, chỉ chờ thời gian để mà edit video và up lên YouTube thôi. Nên là các bạn hãy đăng ký kênh nha, để xem và tham khảo thêm ha, và ủng hộ mình nữa. Tại vì mình đi quay cũng khá là vất vả mọi người ơi. Rồi bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn sẽ học tập thật là tốt, thi được kết quả thật là cao và đậu vào cái trường mà các bạn mong muốn. Bye bye nha.